Tay vợt Trung Quốc Wang Yafan, hạng 114 thế giới, đã tạo ra bất ngờ lớn ở vòng 1 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2023 khi đánh bại hạt giống số 7 Caroline Garcia, Pháp, với tỷ số 2-0 vào rạng sáng nay 30 tháng 8, giờ Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra, ít ai có thể nghĩ đến một bất ngờ khi Garcia đang là nhà vô địch của giải đấu WTA Final dành cho 8 tay vợt mạnh nhất trong năm 2022. Ở giải Mỹ mở rộng năm ngoái, tay vợt người Pháp cũng lọt đến vòng bán kết. Trong khi đó, lần cuối cùng Wang Yafan được góp mặt ở vòng chính của hệ thống Grand Slam là tại giải Wimbledon 2021 và trận thắng cuối cùng tại giải Grand Slam cũng đã cách đây hơn 5 năm, Wimbledon 2019. Tuy nhiên, khi trở lại sau 7 tháng vắng mặt do chấn thương ở mùa giải 2022, Wang Yafan đã nhanh chóng thăng tiến ở mùa giải năm nay. Tay vợt 29 tuổi người Trung Quốc đã đoạt được 5 danh hiệu của các giải thuộc ITF và Stanford WTA 125 2 tuần trước, đã giúp cô tăng vọt từ vị trí 696 lên 114 thế giới chỉ sau 6 tháng. Bước vào giải Mỹ mở rộng năm nay, Wang Yafan phải trải qua 3 trận đấu ở vòng loại để có mặt ở vòng đấu chính thức. Dù không được đánh giá cao, nhưng tay vợt người Trung Quốc đã nhập cuộc rất quyết tâm và giành chiến thắng 6/4 trong ván thứ nhất. Trong khi Wang Yafan càng chơi càng hay thì hạt giống số 7 lại thi đấu rất bạc nhược trong ván thứ hai và bị dẫn trước 0/4. Với thế trận này, tay vợt người Trung Quốc dễ dàng giành chiến thắng 6/1 trong ván đấu để tạo ra bất ngờ lớn ở vòng một đơn nữ. Đối thủ ở vòng 2 của Wang Yafan sẽ là Katie Bolter, Anh, hạng 61 thế giới, người đã vượt qua Diane Parry, Pháp, với tỷ số 6/4 và 6/0 cũng ở vòng 1. Ở nội dung đơn nam diễn ra hôm nay, vẫn chưa có bất ngờ xảy ra khi những tay vợt mạnh như hạt giống số 3 người Nga Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Đức 12, Andrei Rublev, Nga 8, hay tay vợt kỳ cựu Andy Murray, Anh, hạng 37 thế giới, đều có được chiến thắng để vào vòng 2.